Đây, các bạn thấy màn hình của cô chưa? Nó chưa đủ chưa ta, để nó giữ một lần nha. Gì 57 người rồi, ok 57 người, 57 người. Bây giờ vô LCMS nha, LCMS gọi à, các bạn cũng vô, cô vô đi nha, xem là có trục trặc gì không. Này, cái lớp của mình đây nha, 20 DDS KL Đồng Xoài Bình Phước, 74 người, mở ra. Được chưa? Cô sẽ up bài lên đây luôn. Đi dược hết phần 2 phải không? Mình tới phần 3 phải không? Tính chất của hệ keo. Rồi mình vô phần này. Các bạn thấy màn hình rồi đúng không? Mình tiếp tục bài học hôm trước nha. Mình học sớm Dạ mới nghỉ sớm. Chưa Thấy thấy chưa? màn hình. Ủa Dạ sao? chưa thấy ạ. Hồi nãy giờ là không thấy màn hình hay sao? Dạ chưa thấy không? Lúc cô thoát khỏi CMS là không thấy nữa cô. À giờ nó bị gì? Ok. Rồi bây giờ thấy rồi nè. Ai cứ vô hoài vậy ta? Thấy rồi đúng không? Trời ơi, nó vô lý rồi. Rồi, rồi hôm trước là mình học phần 1, phần 2 ha. Bây giờ mình đi qua phần 3, phần 4. Thấy màn hình chưa các bạn? Thấy Các bạn rồi nha. cô. Ừ, rồi ok. Ủa cô, bài trắc nghiệm là mình làm buổi sáng hả cô? Đâu có đâu, cô đâu có nói gì là buổi sáng buổi chiều đâu. Em thấy 8 giờ sáng. Đâu? Lúc này lớp mình đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đâu có cái nào 8 giờ sáng đâu. Đâu? Bài trắc nghiệm tuần 1. Nam Minh làm lúc nào cũng được hết đó. Rồi đó, Dạ. bài này là bài học thôi à,
Để cô mở khóa cho mấy bạn học. Ơi, cho em hỏi chút cô. Nói đi. Cô nó vào LCMS đó, đã thấy bài nhưng em vào LCMS của em không thấy cô. Bài mờ siêu lấy của em không thấy, sao em không thấy ta? Em vào được LCMS không? Dạ được, vào được LCMS chút trường khác của em, lâu nay em vào ấy, cô. Rồi, rồi em nhìn màn hình nè. Em có thấy cái máy lý dược này không? Cái môn máy lý dược này không? Trên màn hình em không có thấy máy lý dược. Trên màn hình em không có thấy máy lý dược. Dạ. Rồi, em tên gì? Máy lý dược. Dạ, em thấy là nó thể hiện cho hóa lý não bác không gì tới đó em thấy rồi cô. Dạ, em cảm Là ơn thấy cô. rồi đúng không? Và chỗ Dạ chỗ này là thấy chưa? Thấy rồi đúng không? dạ. Dạ, cho thấy tuần 1, tuần 2 rồi cô. Rồi, ok, vậy được rồi. Dạ. Rồi còn bạn nào bị trục trặc gì nữa không? Còn bạn nào bị trục trặc gì nữa không nè? Vô được hết rồi ha, bây giờ 60 người rồi đó. Các bạn click đưa thử cái bài bài trắc nghiệm tuần 1, tuần 2 cho nó có bị gì không? Nó có bị thời gian nó giới hạn gì không? Tại vì nhiều khi hệ thống nó tự nó khóa. Rồi, cái này ok. Mở ra cái chỗ hấp phụ, cái chỗ cái vali màu vàng vàng thử coi có được không? Dạ được rồi cô, ông thấy thời gian là mới nãy thì nó quy định giờ nhưng bây giờ thì thấy không có cô. Rồi ok, vậy được rồi đó. Cái này là cái bài học trong lớp thôi nha, chứ không có liên quan gì tới cái bài kiểm tra, nên giữ kỳ nha. Nhớ rồi nha. Nhưng mà phải làm nha. Đã có bút lên là phải làm cái môn đó. Là cái bài trắc nghiệm này cô để cho các bạn ôn đúng không cô? Cái gì? Cái bài trắc nghiệm tuần 1, tuần 2 là cô để cho các bạn làm để ôn tập đúng không cô? Đúng rồi, nhưng mà phải làm nha. Tại vì mỗi các bạn click vô cái bài, các bạn học cái bài thì cái hệ thống sẽ lưu lại, thí dụ như là bạn Nguyễn Thị A gì đó, nó sẽ vào hệ thống lúc mấy giờ, tắt mấy giờ, đã làm cái bài này hay chưa, và trong trong khi mà các bạn làm đó, cô cũng thể nhìn thấy cái điểm. Chưa chưa? Cô cũng nhìn thấy cái điểm của bạn, coi là bạn này làm được bao nhiêu điểm. Cái này cái kia cái nọ gì đó, hiểu chưa? Cô chơi mỗi bài này khi nào mình lên nó làm được hả cô? Ủa em làm lúc nào cho được. Dạ. Ừ. Em làm lúc nào cũng được hết á. Dạ rồi em cảm ơn cô. Mà làm trước khi thi á nha, đừng để sau khi thi làm nha. Dạ rồi em cảm ơn cô. Ừ. Rồi, ơi mình học bài này ha, tính chất của hệ kèo. Rồi. Mở cái một cái trang Word ra để mình viết coi. Rồi. Đây. Cho nó xuống. Rồi, tính chất của hệ keo ha. Về tính chất động học, quang học và điện học. Rồi. Đầu tiên á thì tính chất của hệ keo thì các bạn nắm cho cô là hệ keo của mình có ba tính chất: động học, quang học và điện học. Cái phần động học này á, cái phần động học này nói về cách chuyển động của hệ keo. Còn phần quang học này á thì nói về những cái gọi là cái tương tác của hệ keo đối với ánh sáng. Còn phần điện học này á thì nói về cấu trúc của hệ keo, có cái lớp gì, được chưa? Rồi, tính chất động học là đầu tiên, và là động học nè ha, về những chuyển động nè ha. Rồi, đầu tiên là chuyển động rao. Thì các bạn biết là tất cả mọi vật chất nó luôn luôn chuyển động. À, tất cả mọi thứ luôn luôn chuyển động, và hệ keo nó cũng là một cái vật chất, được chưa? Một vật chất nào đó nó cũng chuyển động luôn. Vậy chuyển động, tại sao gọi là chuyển động rao của hệ keo? Tức là các bạn hiểu nè,
cô nói lại ha, tất cả mọi vật chất đều luôn chuyển động, nhưng chuyển động của hệ keo nó có tên là chuyển động Rao. Mỗi hệ keo, riêng hệ keo thì người ta đặt cho nó cái tên thôi. Còn mà những cái chuyển động khác không có cái tên. Vì vậy người ta có thể nói là chuyển động Rao là chuyển động đặc trưng của hệ keo. Được chưa? Chuyển động Rao là chuyển động đặc trưng của hệ keo. Tức là một chuyển động hỗn loạn nè. Các bạn thấy hỗn loạn theo các phương hướng khác nhau, hỗn loạn. Vậy thôi. Được chưa? Và bạn thấy hệ keo là một hệ phân tán, nó có cái chất phân tán phân bố đều trong môi trường phân tán. Ha. Các chất phân tán phân bố đều trong môi trường phân tán. Vậy á. Vậy chuyển động Rao sẽ làm cho hệ keo nó bền, nó sẽ kích thích các chất phân tán di chuyển, lúc nào cũng nằm ở trạng thái di chuyển. Thì cái chuyển động Rao này là chuyển động tự thân. Ha, nó là một chuyển động tự thân và nó nhẹ chứ không phải chuyển động mạnh. Ha, bởi vì nó là chuyển động tự thân nè, nó nhẹ nên nó kích thích sự phân tán của các chất phân tán trong môi trường, vì vậy nó làm cho hệ keo bền. Rồi. Được chưa? Rồi, thứ hai có áp suất cho sự khuếch tán. Rồi sự khuếch tán nè. Sự khuếch tán là sự di chuyển vật chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. À, bây giờ ví dụ nha. Ví dụ các bạn tưởng tượng nè. Các bạn tưởng tượng nè. Các bạn có các bạn đứng trước một cái hồ bơi đi ha. Các bạn tưởng tượng cái hồ bơi, hay mình đứng trước một cái hồ bơi. Bạn cầm một cái cốc dầu ăn đi ha. Bạn cầm một cái cốc dầu ăn trên tay, bạn đổ xuống tại một vị trí. Mình phải mình hất tung tóe nha, mình đổ tại một vị trí mà bạn đứng á. Mà bạn đổ xuống cái hồ bơi đó. Thì bạn sẽ thấy là các hạt dầu ở trong cái cốc của mình nó sẽ tự động nó lan ra, đúng không? Mình không cần làm cái gì hết mà dầu nó tự động nó lan ra. Và đây là sự khuếch tán. Cái sự lan của dầu đây là sự khuếch tán. Đây là sự di chuyển vật chất từ nơi có nồng độ cao. Có phải khi bạn đổ dầu xuống thì tại cái nơi bạn đổ xuống nồng độ nó cao không? Sau đó nó lan ra các phía xung quanh. Thì những phía xung quanh có dầu không? Không có dầu. Những cái phía xung quanh của cái hồ không có dầu, đúng không? Có phải là sự di chuyển dầu từ nơi có nồng độ cao là cái nơi mà bạn đổ xuống đến nơi có nồng độ thấp hơn là ở phía xung quanh. Đây là sự khuếch tán. Được chưa? Sự khuếch tán này diễn ra một cách tự nhiên, bạn không cần bạn làm cái gì hết. Và nó không có chiều ngược lại. Không có cái chuyện mà từ nồng độ thấp hay là từ năng lượng thấp đến năng lượng cao, mà phải từ chỗ nào có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, từ nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp, từ nơi có năng lượng cao đến nơi có năng lượng thấp. À, sự khuếch tán của vật chất là sự di chuyển của vật chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, là quá trình tự diễn biến xảy ra với entropy tăng và không thuận nghịch. À, là quá trình một chiều. Chưa? Rồi, rồi qua áp suất thẩm thấu, được chưa? Qua áp suất thẩm thấu ha. Rồi áp suất thẩm thấu, áp suất thẩm thấu của hệ keo có đặc điểm sau. Rồi, áp suất thẩm thấu. Rồi, áp suất thẩm thấu của hệ keo có hai đặc điểm là nhỏ hơn so với dung dịch thật và không phải là hằng số mà thay đổi theo thời gian. Bây giờ không phải là hằng số mà thay đổi theo thời gian, không bền về mặt động học, để lâu nồng độ. Rồi bây giờ cô sẽ giải thích cái này cho các bạn hiểu ha. Bây giờ ví dụ là các bạn tưởng tượng nè. Bởi vì mình học online nên khi mà cô nói tưởng tượng thì các bạn phải cố gắng các bạn ngồi tưởng tượng nha. Tại vì khi mà học trực tiếp thì cô sẽ có cái bảng cô vẽ ra. Được chưa? Mình sẽ tương tác trực tiếp, nó sẽ dễ hiểu hơn là khi mình học online á. Rồi bây giờ áp suất thẩm thấu nè. Áp suất thẩm thấu của hệ keo có hai đặc điểm, thứ nhỏ hơn so với dung dịch thật. Rồi bây giờ đầu tiên là mình sẽ hiểu áp suất thẩm thấu là cái gì. À, mình sẽ hiểu áp suất thẩm thấu là cái gì.
Rồi áp suất thẩm thấu là cái gì? Ví dụ nha, các bạn tưởng tượng nha, tưởng tượng nha, mình có một tấm lưới, à, trên tấm lưới nó mấy cái lỗ, mấy cái lỗ lưới, lưới thì lỗ nó nhỏ chứ lưới đâu có to, với lưới đánh cá nha, cái lưới lỗ nhỏ thôi nha. Rồi mình có một cái tấm lưới mình giăng đó đó, thì ở đây mình có mấy con ong nó bay qua, à, trong cái đám ong đó đó thì cũng có con ong to, con ong nhỏ ha, mấy con ong nó bay qua, thì bạn tưởng tượng là những con ong nhỏ thì nó chui qua được cái lưới, còn ong to thì cũng khó chui qua, được chưa? Còn ong nhỏ thì nó sẽ bay nhanh, mình cứ cứ quy định là ở nó nhỏ nó nhẹ nó bay nhanh đi, còn những con to thì nặng nề bay chậm và không chui qua được cái lưới, được chưa? Rồi bây giờ ha, áp suất thẩm thấu là cái lực cần thiết để ngăn cản, bạn ngăn cản cái gì? Ngăn cản sự di chuyển ha. Áp suất thẩm thấu là cái lực cần để ngăn cản sự di chuyển của mấy con ong. Bây giờ cô hỏi các bạn nè, các bạn tưởng tượng được không? Áp suất thẩm thấu bây giờ cái lực để ngăn cản mấy con ong, đương nhiên mấy con ong nhỏ thì nó di chuyển dễ hơn, nhanh hơn đúng không? Nó có thể chui qua được cái lưới. Đúng không? Còn mấy con ong lớn thì khó hơn. Thì bây giờ nè, cô hỏi nè. Cái lực cần thiết để ngăn cản sự di chuyển của con nào lớn hơn ha? Của ong lớn hay ong nhỏ? Cái lực cần thiết để ngăn cản, để không cho tụi này nó di chuyển qua tấm lưới á, của con nào lớn hơn? Rồi trả lời cho cô. Ông nhỏ nhỏ Ừ, con ong nhỏ sẽ lớn hơn, tại vì con ong nhỏ nó bay nhanh hơn, nó bay dễ hơn, giống như nước lũ vậy đó, chỗ nào mà có lũ mà chảy xiết thì các bạn người ta trồng nhiều cái bao hơn, ta cần nhiều cái lực, nó cần nhiều hơn, được chưa? Bây giờ quay lại cái bài của mình, hệ keo và dung dịch thật, các bạn còn nhớ kích thước không? Hệ keo và dung dịch thật thì thằng nào có kích thước lớn hơn? Hệ keo sẽ có kích thước lớn hơn. Vậy áp suất thẩm thấu của hệ keo và dung dịch thật giống như con ong nhỏ với con ong lớn thôi. À, giống như con ong nhỏ với con ong lớn thôi chứ không có gì hết trơn á. Thì lúc này á mình thấy là áp suất thẩm thấu của hệ keo là cái thứ mà nó kích thước lớn không? Nó nhỏ hơn so với hệ dung dịch thật. Các bạn có hiểu điểm này không? Áp suất thẩm thấu của hệ keo nhỏ hơn so với dung dịch thật. Các bạn hiểu điểm này không? Hiểu không? Alo. Rồi ok, một cái đã hiểu, một gạch đầu dòng đã hiểu rồi ha. Cái gạch đầu dòng thứ hai nè. Áp suất thẩm thấu của hệ keo nè. Cái gạch đầu dòng thứ hai là không phải là hằng số nè. Bây giờ ví dụ các bạn tưởng tượng nha, bạn có một hệ keo. Bạn điều chế ra cái hệ keo đó ha. Bạn điều chế ra cái hệ keo đó. Rồi. À, bạn đo áp suất thẩm thấu bây giờ là nó là hệ phân tán keo đúng không? Thì các kích thước của nó nằm trong hệ phân tán keo. Rồi ok. Thì lúc này cái kích thước của chất phân tán á, cái kích thước của hệ keo nó là ít đi ha. Ban đầu bạn có nó là ít đi ha, kích thước của nó ít. Sau một thời gian thì hệ keo bị keo tụ. Thì bây giờ cái kích thước của nó sẽ là y, thì đương nhiên y nó sẽ lớn hơn x, được chưa? Y nó sẽ lớn hơn x, thì lúc này bạn thấy kích thước của hạt thay đổi không? Mà kích thước thay đổi thì có nghĩa là áp suất thẩm thấu thay đổi, ban đầu nó là x, sau này nó là y, do hiện tượng keo tụ xảy ra, được chưa? Hệ keo để đó sau một thời gian thì các hạt sao nó va chạm vào nhau, nó di chuyển, nó va chạm vào nhau, nó đụng vào nhau. Và khi đụng vào nhau thì nó có nguy cơ làm cho kích thước hạt lớn hơn. Và khi mà lớn hơn thì nó xảy ra hiện tượng keo tụ. Lúc này hệ keo kém bền. Cái này là kiến thức của bài cũ. Được chưa? Thì có nghĩa là khi hiện tượng keo tụ xảy ra thì kích thước của hệ keo nó là y đúng không? Ban đầu nó là x, sau này nó hệ là y. Thì có phải là kích thước thay đổi thì áp suất thẩm thấu thay đổi. Vậy ở đây người ta nói là áp suất là không phải là hằng số mà thay đổi theo thời gian. Được chưa? Để lâu nồng độ hạt bị giảm do hiện tượng keo tụ. Và khi kích thước hạt thay đổi, kích thước hạt càng ngày càng lớn hơn. Kích thước càng lớn hơn thì áp suất thẩm thấu càng lớn hay càng nhỏ các bạn? Nhỏ ạ. Đúng rồi, càng nhỏ. Được chưa? Vậy ở đây nè,
làm cho áp suất thẩm thấu có thể kêu giảm 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 dần theo thời gian. Thì bạn hiểu được áp suất thẩm thấu này rồi ha. Rồi rồi qua đây, sự xa lắng thì mình không cần phải nói ha. Sự xa lắng là quá dễ, là hệ thô. Đặc trưng của sự xa lắng là độ là cho hệ thô. Hệ thô là cái kích thước lớn, là bạn thả vào trong một môi trường phân tán là nó sẽ xảy ra hiện tượng xa lắng ngay lập tức. Nó không có chờ lâu như là hệ phân tán keo ha. Rồi. Rồi, hiện tượng quang học. Hiện tượng quang học. Thì đây hiện tượng quang học, các bạn chỉ nhìn một cái này, cái ví dụ này. Thì bây giờ mình có bên đây nè là dung dịch thật ha, bên đây dung dịch thật, bên đây hệ keo. Mình để hai cái cốc. Một cái cốc bên màu đỏ này là dung dịch thật, bên đây hệ keo, bạn để một chùm sáng nè ở giữa đây. Ha, một chùm sáng bạn để đây. Bật chiếu lên thì bạn thấy dung dịch thật không có gì hết, giống như bạn lấy cốc nước bạn chiếu một cái ánh đèn vô, nó không có hiện tượng gì hết, nó bình thường ha, nó bình thường. Còn bây giờ đối với hệ, đây là hệ keo nè, lúc này bạn thấy cái vệt sáng nó xuất hiện trong hệ keo. Tức là qua cái thí nghiệm này, đây gọi thí nghiệm Tindal, do cái ông này ông làm nè. Hiện tượng này gọi là hiện tượng nhiễu xạ Tindal, tức là khi chiếu một chùm sáng vào trong hệ keo thì hệ keo này nó sẽ có tương tác với chùm sáng đó bằng cách nó xuất hiện các vệt sáng lên nè. Hệ phân tán keo có hiện tượng nhiễu xạ Tindal, và đây là cái hiện tượng nhiễu xạ Tindal. Cái thí nghiệm chỉ có vậy thôi ha. Và bây giờ á, người ta thay đổi cái chùm sáng khác, có bước sóng khác. Thí dụ bây giờ người ta làm một cái chùm sáng có bước sóng là X đi. Người ta thấy hiện tượng này. Bây giờ sau đó người ta đổi làm thành cái bước sóng Y. Người ta chiếu qua hệ keo, người ta không thấy gì hết. Vậy có nghĩa là không phải là chiếu bất cứ một cái ánh sáng nào với bất cứ bước sóng nào vào trong hệ keo thì cũng xuất hiện hiện tượng Tindal. Mà hiện tượng Tindal bây giờ nó có chọn lọc, đúng không? Bạn chiếu một ánh sáng, nguồn sáng có bước sóng X thì bạn thấy có hiện tượng. Bạn chiếu một cái nguồn sáng có bước sóng Y thì bạn lại không thấy hiện tượng. Vậy cuối cùng khi nào có và khi nào không thì đây là điều kiện nè. Được chưa? Hiện tượng này nè, hiện tượng mà nó xuất hiện là hiện tượng nhiễu xạ Tindal ha. Điều kiện nè. Điều kiện để có hiện tượng nhiễu xạ chỉ xảy ra khi lambda chia 2 lớn hơn A, tức là lambda là bước sóng, một nửa bước sóng lớn hơn kích thước của hệ keo. Với A là kích thước hệ keo, lambda là bước sóng, thấy không? Rồi. Được chưa? Hiện tượng nhiễu xạ chỉ xảy ra khi một nửa bước sóng lớn hơn kích thước của hệ keo. Rồi. Rồi, được chưa? Rồi, các bạn nhớ cho cô cái này một cái nữa nè. Đâu, cái chỗ nào? Kích thước hạt keo càng lớn thì cường độ nhiễu xạ càng mạnh. Thấy chưa? Kích thước hạt keo càng lớn thì cường độ nhiễu xạ càng mạnh. Bạn nhớ cho cô cái này nè, đi thi người ta hỏi cái trả lời nha. Rồi, ánh sáng có bước sóng càng ngắn thì nhiễu xạ càng mạnh. Được chưa? Ánh sáng có bước sóng càng ngắn thì nhiễu xạ càng mạnh. Ánh sáng có bước sóng càng ngắn thì nhiễu xạ càng mạnh. Rồi bây giờ cô hỏi các bạn nè. Trong vùng ánh sáng mình nhìn thấy đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Ha. Trong vùng ánh sáng mình nhìn thấy là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Thì á. Ủa lớp trưởng ơi, cô hỏi cái này cái mình học online rồi, muốn mình thi online hay mình thi trực tiếp vậy? Dạ, thi trực tiếp cô. À, thi trực tiếp. Ủa, thường là mình học online sao là mình sợ để cho các bạn thi trực tiếp ta? Dạ, từ lúc tại do là không có vị trí học á cô nên mới học online thôi cô, chứ toàn bộ tiền. Ủa, hồi nào giờ có giảng viên nào lên chỗ mình học không? Chỗ mình dạy không? Dạ, không cô. Tất cả các môn luôn hả? Dạ. Tại do trường
Do trường của tụi em có nơi liên kết nó được trưng dụng làm việc khác đó cô, nên là tụi em toàn bộ xuống dưới hết ạ. là học học thực Ở hành rồi Ba Sa xuống dưới Mạc, đây dạ học lý học thuyết. không thì thì có môn lý thuyết nào xuống dưới đây không? Dạ không cô, Ừ. nhưng mà thi toàn bộ trực tiếp ở dưới, vừa thực hành vừa lý thuyết ạ. Mà thi 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 á, thi trực tiếp là thi ở trên Bình Phước hay là thi ở dưới thành phố? Dạ thi có lúc thi bên 300A, có lúc thi bên 175 mà. À thi là các bạn phải lên đây các bạn thi hả? Dạ có. Ủa trên đó học bộ không có cái chuyện cái sự tương tác á, bây giờ không có các bạn thí dụ như là bây giờ cô có cái bảng cô vẽ hoặc là cô hỏi các bạn trả lời hoặc là cô chiếu cái slide lên rồi cô chỉ trỏ thì cái mức độ tương tác nó sẽ khác so với là mình học online. Mặc dù online thì nó cô cũng chuyển hết tài liệu cho các bạn tức từng tập tức mọi thứ và dạy nội dung nó cũng y xì xì như vậy chứ không có cắt thẻo bớt miếng nào hết, nhưng mà cái hiệu quả về cái sự tiếp thu á, cô nói về cái sự tiếp thu của sinh viên nó sẽ bị giảm đi bởi vì các bạn ngồi trước là các bạn ngồi trước cái máy tính với cái slide đó nó bị như vậy á, nên là nó có một số cái bất cập. À, các bạn thường nào giờ cô mới biết cô tưởng là sao tự nhiên cái môn này nó học 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 trực. Ủa cái này nhưng mà Phước Long là còn không hay là Phước Long là thôi rồi? Dạ Phước Long vẫn còn cô. À, Phước Long vẫn còn mà Phước Long hình như dạy trực tiếp hả? Dạ hình như cũng dạy online nhưng mà thi trực tiếp tại chỗ cô. À Lý do học online. rồi thôi học. Kích thước hạt keo càng lớn thì cường độ nhiễu xạ càng mạnh nè. Rồi. À, bước sóng càng ngắn thì cường độ nhiễu xạ càng mạnh nè. Rồi bây giờ cô hỏi nha. Trong vùng ánh sáng nhìn thấy đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím thì cái này mình biết rồi ha. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím là cái vùng ánh sáng mình nhìn thấy. Bây giờ hỏi các bạn nè, bước ánh sáng nào có bước sóng ngắn nhất và ánh sáng nào có bước sóng dài nhất? Các bạn search Google đi. Các bạn search Google đi. Các bạn Google cái này giùm cô đi. Xem là thằng nào có bước sóng dài nhất và thằng nào có bước sóng ngắn nhất. Đâu để đọc coi kết quả là thế nào đây. Màu đỏ có bước sóng dài nhất, đỏ dài nhất là đúng rồi nha. Ok, ai nói đỏ là đúng rồi đó. Được chưa? Rồi. Rồi. Đỏ dài nhất. Tức là cái vùng đỏ cam vàng ha, nó là đỏ cam vàng lục lam chàm tím. À, đỏ cam vàng là cái vùng mà dài nhất. À, tím. À, chàm tím gì đó, một tím tím gì đó là ngắn nhất. Vậy bước sóng ngắn nhất là bước sóng bị nhiễu xạ mạnh nhất. Vậy thằng nào bị nhiễu xạ mạnh nhất, tím hay đỏ ta? Ủa tím hay đỏ ta? Một tím ạ. Ừ đúng rồi, tím bị nhiễu xạ mạnh nhất và đỏ bị nhiễu xạ ít nhất. Vậy ứng dụng nè. Ứng dụng nè. Khi mà bị nhiễu xạ càng ít, khi một ánh sáng bị nhiễu xạ càng ít thì khả năng của nó xuyên qua được hệ keo càng cao. Ha? Các bạn nghe nghe lại ha. Với một ánh sáng bị nhiễu xạ càng ít, tức là ánh sáng đỏ bị nhiễu xạ ít thì nó có khả năng xuyên qua được hệ keo. Còn cái thằng chàm tím á, lam chàm tím á, thì nó bị nhiễu xạ rất là mạnh, nó không xuyên qua được hệ keo. Vậy các bạn biết trong thực tế của mình là sương mù, khói bụi, mây ha là những hệ keo. Ví dụ các bạn chạy xe máy ha, các bạn chạy xe máy buổi sáng sớm đó, bạn đi đâu đó ha. Cái bữa đó trời nó sương mù nó mù mà nó mờ mịt luôn thì các bạn mở cái đèn xe lên ha, mở cái đèn xe lên thì bác thấy là cái đèn xe máy nè, xe ô tô nè, đèn đường nè, nó có cái màu gì các bạn? Màu vàng vàng cam, màu vàng vàng cam cam thì nó ở vùng vùng gì? Đỏ cam vàng, được chưa? Tí nữa cô sẽ giải thích tại sao nó dùng màu đỏ. Màu đỏ là ngắn nhất mà không xài, mà xài cái màu cam vàng. Cái vùng đỏ cam vàng là vùng ánh sáng dài, được chưa? Mà không ngon, nó không làm đỏ mà nó lấy thằng cam vàng, được chưa? Tức là nó lấy cái thằng ngắn hơn cái thằng đỏ.
Cô nhắc lại là đỏ, cam, vàng là nằm trong vùng ánh sáng dài, và đỏ là dài nhất. Cam vàng là vùng ngắn hơn thằng đỏ nhưng vẫn nằm trong vùng ánh sáng dài. Phân biệt được ha? Rồi, vậy cái thằng cam vàng là cái thằng đèn đường đèn xe đó, là ánh sáng có bước sóng dài nên nó có bị nhiễu xạ mạnh không các bạn? Có bị nhiễu xạ mạnh không? Đâu rồi? Dạ cô. Đâu rồi? Lớp này nó chơi trả trả lời bằng tin nhắn không à. Tại ít cô. Rồi. Rồi đúng rồi. Vì vậy nó xuyên qua được hệ keo. Đó là ứng dụng tại sao người ta dùng đèn đường đèn xe là màu vàng vàng để nó có xuyên qua được là khói, bụi, sương mù hoặc là mây. Đó. Còn bây giờ ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ thì màu đỏ thì nó quá đặc biệt, nó dùng cho những cái gì cấp cứu nguy hiểm. Ví dụ bạn đi ở trên đường buổi tối, bạn chạy 2 tiểu xa, tiểu xa không thấy gì trơn, cái tối thui tối mò, tự nhiên thấy cái bóng đèn nó xoay xoay vậy nè ha, chỗ nào mà có đèn nhấp nháy màu đỏ xoay xoay, à chỗ đó à, chắc người ta đang làm đường nè, hay là đang có sạt lở gì đó, thì mình biết à, trước mặt mình ở đằng xa xa nó đang có làm đường đó, có đang sạt lở hay có một cái vấn đề gì đó mà người ta cảnh báo cho mình. Vậy cái màu đỏ là cái màu cấp cứu đó, cái chỗ đó là cấp cứu để mình thấy được. Tức là nếu mà đã thay cái đèn đó bằng cái màu hồng hồng hay là cái màu tím tím thì các bạn sẽ không có nhìn thấy, hoặc là các bạn sẽ tới thật là gần mình mới có nhìn thấy được. Đó là lý do tại sao người ta dùng màu đỏ. À, màu đỏ là dùng cho những cái gì nguy hiểm là cấp cứu nè, cứu 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 hỏa nè, hoặc những cái đèn báo cháy nè, những cái đèn báo nguy hiểm trên đường nè là dùng màu đỏ. Và các bạn hiểu ha? À, rồi nè, ánh sáng đơn sắc có bước sóng càng ngắn thì nhiễu xạ càng mạnh đó. Tia tím thì nó nhiễu xạ mạnh hơn tia đỏ, rồi tia đỏ ít bị nhiễu xạ hơn và có khả năng xuyên thấu qua hệ keo. Thì bước sóng nào càng dài thì càng ít bị nhiễu xạ và có thể xuyên thấu hệ keo. Tia tím bị nhiễu xạ mạnh hơn, tia tím là nó ngắn nhất thì nó bị nhiễu xạ mạnh nhất rồi đó, mạnh hơn tất cả những thằng còn lại, được chưa? Rồi rồi, trong cái hiện tượng điện di, hiện tượng điện chuyển này, bạn nhớ cho cô một cái này, mấy cái này đâu rồi, mà cũng đâu có gì. À, trong phần này nhớ cho cô, các bạn học nè, các bạn học cô nè, nghe nè, các bạn nên đi học đầy đủ, nên tham gia cái buổi nghe này đầy đủ, bởi vì tài liệu thì trong tài liệu rất là nhiều và cô viết rất là kỹ trong tài liệu, nhưng mà khi các bạn nghe các bạn sẽ hiểu, và khi bạn đọc tài liệu đó bạn nhớ luôn. À, giống như bữa hôm mà học bài keo đó ha, tính chất hệ keo, hệ phân tán, cái hạt nó sẽ chất phân tán như thế nào, hệ môi trường phân tán như thế nào. Bởi vì một số bạn á, mình bán nhà thuốc á, cái mình vô mình cứ để đó các bạn, xong rồi đi làm gì, đi bán hàng, xong rồi đi quét nhà, xong rồi đi lau nhà, cái nhiều nhiều người đang rửa chén á, chắc nhiều người đang ăn cơm đúng không, à, đang đang làm gì đó, à, đang giặt đồ, nhiều khi đang giặt đồ hay đang làm gì đó, à, không có nghe nó phí lắm. Tức là mình buổi buổi tối mình dành một cái khoảng thời gian khoảng chừng cô dạy cho ra khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ thôi là được rồi ha. Mình học nhiều, mình không cần phải học nhiều, nhưng mà cái khoảng thời gian mình bỏ ra nó có cái nội dung mà nó có cái chất lượng thì được rồi, chứ đừng có kéo dài lê thê từ 6 giờ tới 9 giờ rưỡi, mọi người mệt mỏi, cô giáo nói cũng mệt, mà sinh viên bây giờ nghe mà nó không có vô, đưa năm á các bạn nhận được 4 ok, đưa 10 nhận được có 2 à, 20% à, đúng không? Đưa 5 nhận 4 là thấy thấy nhiều rồi, 90% không, 80%. Nên là trong quá trình cô giảng bài các bạn ngồi nghe, để máy trước mặt mà nghe ha. Rồi quay lại,
Rồi hiện tượng điện di hay hiện tượng điện chuyển? Rồi hiện tượng điện di hay điện chuyển hiện chuyển thì các bạn nhớ ha. Điện chuyển hiện tượng điện di hay hiện tượng điện chuyển có là có khi người ta dùng hiện tượng điện di, có khi người ta dùng cái từ hiện tượng điện chuyển và hai cái này là một nha. Vậy đi thi người ta hỏi sự khác biệt giữa hiện tượng điện di và hiện tượng điện chuyển là gì? Là không có khác nhau. Được chưa? Nó lừa mình nó hỏi là gì, cái nó list ở dưới là sao mà tất cả đều sai. Được chưa? Đó. Thì mình biết rằng là điện di di hay là chuyển là như nhau đó ha. Và khi nghe tới cái chữ này mình biết à, điện di hay điện chuyển là các hạt mang điện di chuyển. Và di chuyển về đâu? Đi về điện cực trái dấu. Các hạt mang điện mà, mang điện thì có thể mang điện âm hoặc đi mang điện dương, thì thằng dương luôn luôn đương nhiên thì nó chỉ di chuyển về điện cực âm, và thằng âm dương nhiên đương nhiên là di chuyển về điện cực dương. Phải tóm lại nói một cách bao quát đó là hiện tượng điện di hay điện cực hay còn gọi là hiện tượng điện chuyển, đó là hiện tượng các hạt mang điện di chuyển, là điện nè, di nè, chuyển nè ha. Đọc cái tên này thôi cũng đã hiểu nhớ bài rồi, được chưa? Hiện tượng điện di hay còn gọi là hiện tượng điện chuyển, đó là hiện tượng các hạt mang điện di chuyển về đâu? Dương thì di chuyển về âm, âm thì di chuyển về dương, di chuyển về điện cực trái dấu. Đó, hiện tượng điện di hay gì. Rồi, đây có một cái hiện tượng mới, đó là hiện tượng điện thẩm. Nghe đây, hiện tượng điện thẩm là hiện tượng môi trường phân tán di chuyển về điện cực trái dấu. Vì trong một cái hệ phân tán của mình có hai thành phần, một cái là chất phân tán, một cái là môi trường phân tán. Được chưa? Nếu chất phân tán di chuyển về điện cực trái dấu thì gọi là điện di hay là gọi điện chuyển. Nếu môi trường phân tán di chuyển về điện cực trái dấu thì gọi là điện thẩm. Rồi, hết chuyện. Được chưa? Điện di. Được chưa? Rồi, điện di, điện chuyển, điện thẩm nha. Rồi, rồi, chạy như sao lắm rồi. Rồi, cấu tạo lớp điện kép nè, cấu tạo lớp điện kép nè. Rồi, nhìn cái hình này. Ví dụ nha, cái hình này ví dụ nha, bây giờ là cần một cái giấy tờ giấy nháp. Để nháp đâu, phơi quần của cô đâu rồi. Đây nè, bây giờ nha, cần một cái tờ giấy nháp để nháp nè. Cho nó to to ra 55 đi, 56 đi, mấy người không thấy đường, thấy đường nha. Cho một hệ bán keo bây giờ ha, no. Điều chế hệ keo ha, phương trình phản ứng điều chế keo. Rồi AG AG AgNO3. Đáng lẽ là đúng ra chữ G này nhỏ nha, G nhỏ NO3, mà cô bây giờ cô viết bằng cái máy tính mà nhỏ, viết nhỏ không biết chừng nào mới xong luôn á nha. Mấy bạn tự hiểu nha, ai mà có chụp màn hình lại hay cái gì thì đừng nói cô dâu viết sai nha. AG là phải viết AG vậy nè, G nhỏ này nè nha, chứ chứ không có sai đâu nha. Do cái này viết cô mà viết hả nhỏ thì chắc tới mai mới xong cái công thức này. Rồi, đúng không? AG này là gì các bạn?
AG này là tủa hay keo theo phương trình này? À, xin lỗi, AGI này là tủa hay keo ta? Alo. Buổi trước học Là rồi. tủa. Ừ đúng rồi là tủa. Được rồi, đúng không là tủa? À, này tủa rồi, đúng rồi. Rồi để cho thu được hệ keo. Để thu được hệ keo thì một trong hai tác chất phải dư. Bây giờ mình cho đại AG nó ba dư đi nha. Rồi cho AG nó ba dư đi ha. Rồi, thì sau phản ứng bữa hổm cô đã chép cái này cho bạn rồi nè. Thu được nè. À, thu được cái đám một cái đám ion gì đó đúng không? Ha, một cái đám ion nào đó. Rồi bây giờ nè. Bây giờ nè, nhân keo nè, bạn nhìn cái cấu trúc này nè. Cô vẽ cái nhân nè. Là tủa nè. Rồi tủa nè, được chưa? Cục tủa. Rồi, theo cái phương trình phản ứng này nè. Thì sau phản ứng mình thu được thằng K cộng nè. NO3 trừ nè. Trời ơi. Dưới xuống dưới đây đi cho nó thành một cái đám. K cộng nè, NO3 trừ nè. Với lại AgNO3 dư thì là Ag đúng không? Ag cộng ha. Rồi bây giờ hỏi các bạn nè. Trong ba thằng này nè, thằng tủa sẽ hấp phụ chọn lọc thằng nào? Thằng tủa sẽ hấp phụ chọn lọc thằng nào? Ủa đâu rồi? Hai người cộng ạ. Đúng rồi, áp dụng Ag cộng. Bài này cũng học rồi luôn. Được chưa? Tức là thằng Ag sẽ được chọn lọc hấp phụ. Vậy keo này là keo âm hay keo dương? Số lượng keo âm hay Dương. keo gì? Keo gì? Dương. À, keo dương. Theo dương ạ. Rồi, thằng Ag tên là cái lớp gì? Ag gọi là tên gì nhớ không? Bữa hổm cô nói rồi. Ag tên nó là gì các bạn? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? AG là ion tạo thế điện cho cái keo hả cô? Đúng rồi, AG cộng gọi là ion, lớp ion, lớp ion tạo thế hiệu. Được nhớ không? Học rồi nha, bữa thẩm nhớ rồi đó. Rồi quay lại cái này. Quay lại cái này thì mình thấy đây nè, thì mình thấy đây nè. À, cái này cho nó to để được, cái này kéo lên trên mới màn hình nó khó khăn lắm. À, rồi bây giờ nhân nè, nhân là cục tủa ha, nhân là tủa, nó được bao bọc hấp phụ nè, hấp phụ là nằm bên ngoài ha, các ion Ag cộng nè nè, được chưa? Tưởng tượng ra được ha, nhân là cục tủa nè đó, nhân keo là cục tủa, thì cục tủa này nó có các ion tạo tạo thế hiệu nè, Ag cộng nè nè, xẹt ra lớp tạo thế hiệu ha, lớp ion tạo thế hiệu, được chưa? Thì thằng này là ion dương, ion dương thì theo mặc định đúng quy luật là nó sẽ hấp dẫn các ion khác trong môi trường. Tức là bây giờ nếu mà bạn để một cái cục 500, nó là dương đúng không, thì nó hút những thằng âm đó. 500 nó có hai mặt đúng không, mặt âm mặt dương đúng không? Rồi bây giờ nếu mà là dương nè thì nó sẽ hút những thằng âm. À, các ion âm trong môi trường nè. Được chưa? Các ion âm trong môi trường nè. Đó, trong môi trường có các ion âm. Thì đây nè, bạn thấy đây là hạt nhân nè. Vậy những thằng ion nè, ion trong môi trường nè. Đây, tạo ra một cái lớp ion này. Lớp ion này dày đặc. Chứ là thằng nào mà gần nhân nhất, thì cái lớp ion nó sẽ nhiều, thì cái lớp nó sẽ nhiều ion nhất. Các bạn cứ tưởng tượng nè. Bây giờ tôi tưởng tượng này nha. Tưởng tượng này nha. Bạn có một cái tờ giấy A4. Tưởng tượng cho cô cái này nha, các bạn có một cái tờ giấy A4. Bạn để, bạn rải, tức bạn rải các mặt sắt, sắt của mình, nó sắt vụn của mình bạn rải hết lên tờ giấy A4. Được chưa? Rồi. Bạn để một cục 500 ở giữa thì đương nhiên cục 500 nó hút sắt đúng không? Bạn để cục 500 ở giữa thì toàn bộ cái phần mặt sắt ở ngay chỗ chính giữa tờ giấy nó bị hút dính lên trên cái cục 500. Được chưa? Dính thẳng lên trên cục 500 rồi cục 500 nè. Được chưa? Đây là cái phần mặt sắt mà sát rạc cái cục 500.
nó dính thẳng lên đây. Rồi, rồi xung quanh cái cục nam châm ở phía sang chút xíu thì những cái lớp này, thì những cái lớp này bạn thấy là nó dồn cục lại, nó hít lại. Nhưng mà nó không dính lên trên mà nó nằm gần gần. Tức là cô ý cũng muốn nói là cái lớp ion này nè, nó chịu ảnh hưởng trực tiếp, cái lớp ion này nè, nó chịu ảnh hưởng trực tiếp của những thằng dương nè. Thằng này giống như hạt nhân, nó hút thằng nào gần nó thì là nó hút. Vậy có nghĩa nè, đây gọi là cái lớp ion đối. Đối nghĩa là gì bạn? Đối là đối cái gì? Đối là đối dấu. Thằng này là thằng âm, thằng này thằng dương là đối dấu. Các bạn tưởng tượng được không ta? Đối là đối dấu, dấu âm, dấu dương nè. Và đặc điểm của lớp ion đối này nè, đặc điểm của lớp ion đối các bạn thấy nè, ghi lại nè nha. Thứ nhất, các bạn nghĩ nó có linh động không? Bạn hiểu về ion linh động không? Các bạn hiểu về ion linh động không? Ta hiểu. Ừ, vậy bạn nghĩ lớp ion đối này nó có linh động không? Bạn nghĩ lớp ion đối này có linh động không các bạn? Có. Linh động là nó được di chuyển hay không được di chuyển? Được di chuyển. Được em di nghĩ chuyển. Là không ạ. À. Ừ. Rồi, vậy cô nói nha, lớp ion đối này đặt đầu tiên nè, mật độ ion dày đặc. Đương nhiên rồi, những cái thằng nào mà chịu ảnh hưởng mạnh nhất của hạt nhân nè, nó sát rạc thằng thằng dương thằng âm nè. Nè, lớp ion đối này thứ nhất nè, nó dày đặc. Thứ hai nè, nó kém linh động. Được chưa? Thứ nhất là nó dày đặc, thứ hai là nó kém linh động, được cái lớp ion đối này ha. Vậy cứ tưởng tượng ra cái mặt sắt với cái tờ giấy ở A4 rồi các bạn. Tưởng tượng ra được cái này. À, kém linh động, cái họ không di chuyển được và nó rất là dày đặc. Rồi, và ở cái chỗ cái lớp này nè các bạn, lớp âm lớp dương này nè, lớp âm lớp dương nè, tạo thành một cái lớp điện kép. Vậy lớp điện kép là cái lớp tạo bởi lớp ion tạo thế hiệu và lớp ion đối, gọi là lớp điện kép. Kép là đôi ha, kép là đôi, đôi là hai thứ, hai thứ một âm một dương. Là lớp ion tạo thế hiệu là dương, thằng còn lại âm là lớp ion đối. Vậy lớp ion điện, lớp điện kép được tạo bởi thằng nào? Thằng lớp ion tạo thế hiệu và lớp ion đối. Được chưa? Rồi. Và ở chỗ này âm dương này hút nhau nữa bạn. Âm dương hút nhau tạo ra cái gì bạn? Tạo ra một cái thế gọi là thế nhiệt động. Nó có ở đây nè. Tạo thành thế nhiệt động. Đâu rồi? Nè, lớp ion đối đầu tiên, à đối nè, đối đầu tiên nè, âm đầu tiên nè, trong pha lỏng tiếp xúc với tạo lớp ion đối gắn chặt với lớp tạo thế hiệu. Tạo thành thế nhiệt động phi. Được chưa? Thế nhiệt động phi, sao chữ phi nằm tuốt ngoài. Tạo thành thế nhiệt động phi, thấy không? Lớp ion đối đầu tiên nằm trong pha lỏng tiếp xúc với rắn tạo lớp ion đối gắn chặt vào lớp tạo thế hiệu, gọi là thế nhiệt động phi. Thấy chưa? Nha. Rồi, và chỗ này đâu rồi? Cái bài của cô đâu rồi? Và chỗ này, và cái chỗ này nè gọi là lớp sten. Được chưa? Và cái chỗ này hình thành nên lớp stand, stand viết vậy nè. Bởi vì học cái bằng online này nó cũng nhiều khi nó cũng mệt. Những cái phần nào mà nó cần viết bảng á. Nè, các ion đối trái dấu của môi trường được các hạt keo lớp hiệu thế. À, lớp hiệu thế hút vào tạo nên lớp ion đối. Tức là lớp hiệu thế, lớp ion tạo thế hiệu và lớp ion đối tạo thành lớp sten. Được chưa? Vậy chỗ nào là lớp sten? Nghe nó nhiều vậy chứ mà có mấy thứ ở nha. Chỗ này nè, cái chỗ mà tạo ra thế thế nhiệt hay thế điện các bạn, thế nhiệt động phi là cái chỗ này là lớp sten nè. Thì cô nói lại nha, cái nhân nè, lớp ion tạo thế hiệu nè, xong lớp ion đối. Đặc biệt đặc điểm của lớp ion đối này là các ion nó dày đặc và nó kém linh động, nó không có linh động được. Được chưa? Hai thằng âm thằng dương nè, lớp ion tạo thế hiệu và lớp ion đối này tạo thành lớp điện kép. Rồi, và chỗ lớp điện kép này còn gọi là lớp sten. Viết chữ sten nè. Chữ sten nè, có trong tài liệu rồi nha. Và chỗ này sinh ra thế nhiệt động phi.
nè, sinh ra thế nhiệt động phi nè, nè lớp tạo thế hiệu nè, là lớp ion đối nè, là chỗ đó tạo ra phi. Rồi rồi ở đây là cái hạt nhân nè, dương nè, âm nó hút nè. Vậy càng xa cái nhân này, càng xa cái dương này nè, thì các âm này nó thưa thớt dần đúng không? Vậy các mặt sắt, các mặt sắt ở ở bốn cái góc của cái tờ giấy á các bạn, bốn cái góc của tờ giấy hoặc xa 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 á ha, bốn cái góc ở gần gần rìa rìa thì nó sao các bạn, nó thưa thớt, tức là cái lực hút, cái lực hút của cái nam châm đối với những cái mặt sắt ở phía xa trung tâm thì nó yếu dần đi đúng không? Vậy các bạn thấy nè, càng xa trung tâm các ion càng thưa thớt dần, được chưa? Và các thưa thớt dần đi nè, đó, nó thưa thớt dần đi, càng xa càng thưa thớt dần đi, được chưa? Và những cái lớp thưa thớt dần đi nè, lớp ion thưa thớt dần nè, đây là một lớp nè, thấy cô vẽ không? Cô vẽ một cái vòng tròn thứ nhất nè, mà cô không rẻ vẽ ra vòng tròn á. Rồi, cô vẽ vòng tròn thứ hai thưa hơn nè, được chưa? Thì những cái lớp thưa thưa xa hạt nhân này nè, gọi là lớp khuếch tán. Đây nè, chỉ nè, thấy chưa? Lớp này nè, lớp này nè, lớp này nè, thấy không? Đây có một lớp nè, rồi xa hơn đây có một lớp nè, đó. Thì những lớp này gọi là lớp khuếch tán. Đặc điểm của lớp khuếch tán nè, các bạn ghi nè, mật độ ion thưa thớt cái thứ nhất, cái thứ hai ion rất linh động, tức là chỗ này nó xa hạt nhân rồi, nó di chuyển linh động được rồi. Và chỗ này là bạn thấy trong trong cái hệ hệ này của mình á, à, trong cả cái cấu trúc này của mình có nhân là đứng yên, cục tủa đứng yên nè, lớp ion tạo thế hiệu cứng ngắc, lớp ion đối cứng ngắc, chỉ có cái vùng lớp ion khuếch tán nè, các lớp nè, đó, càng xa càng thưa thớt, chỉ có cái vùng này là cái vùng ion nó di chuyển qua lại ha, chỉ có cái vùng này là được di chuyển thôi, nó di chuyển qua lại trong cái vùng, nó cứ trượt tới trượt lui, di chuyển lên xuống theo các hướng hỗn loạn khác nhau quanh quẩn trong cái vùng khuếch tán này. Thì chỗ này được gọi là bề mặt trượt, tức là chỗ mà ion nó trượt tới trượt lui, trượt tới trượt lui các bạn, nó trượt được là nó di chuyển được đó, được chưa? Và chỗ này nè, cái chỗ cái bề mặt trượt tới trượt lui, trượt tới trượt lui nè, cái lớp khuếch tán nó sinh ra thế điện động zeta. Là cái chỗ nó viết viết như vậy nè, viết như vậy nè, đâu rồi, đây nè, thế điện động zeta, các ion đối, đối đối là đối, đối dấu với ion tạo thế hiệu ha, ở xa hình thành bề mặt trượt linh động nè, tại ranh giới bề mặt trượt xuất hiện thế điện động zeta, được chưa? Nè, bề mặt trượt nè, và chỗ ngoài đây nè ha, là bề mặt trượt, là ở trong đây là thế nhiệt động và ở ngoài đây là thế điện động zeta, được chưa? Rồi, vậy ở đây người ta nói gì đây? Rồi, những cái phần cô giảng nãy giờ thì nó nằm trong hai cái slide giải thích này nè. Sau khi hạt nhân, sau khi nhân keo được hình thành, tức là cục tủa được hình thành, được chưa? Thì nó sẽ hấp phụ chọn lọc cái ion. À, cái ion được chọn lọc thì cái ion được chọn lọc tên là lớp tạo thế hiệu, dương âm gì đó. Tùy theo là cái gì? Cái đám ion sau khi dư, sau khi phản ứng đúng không? Thì lớp ion tạo thế hiệu này sẽ quyết định điện của hệ keo. Rồi, tiếp theo nè, lớp ion tạo thế hiệu nè, các ion trái dấu của môi trường được lớp tạo thế hiệu hút vào, được chưa? Được thì lớp tạo thế hiệu hút vào đây nè, ion đối dấu nè, được chưa? Rồi, tạo nên lớp ion khá tập trung tức là mật độ ion dày đặc, được chưa? Gọi là lớp sten. Vậy thằng âm thằng dương này hút nhau gọi là lớp sten hay gần góp gì các bạn? Lớp điện kép, được chưa? Rồi, do chuyển động nhiệt của các phân tử dung môi, một số ion đối dấu có khuynh hướng di chuyển linh động. À, nhắc tới cái vùng linh động, cái vùng xa xa hơn, các ion chuyển động linh động hơn và mật độ rất kém dày đặc, tức là mật độ thưa thớt. Ha, mật độ thưa thớt tạo thành một bề mặt trượt ở đây, và chỗ này có thế gì? Điện động zeta, được chưa? Rồi, ở dưới đây, slide dưới đây nó cũng giải thích. Rồi, vậy thế nhiệt động, thế nhiệt động là phía ở phía trong, nhiệt là âm dương hút nhau tạo nhiệt là lớp sten nè, thế nhiệt động. Rồi, nên thế điện động zeta nói lại. Rõ phần này chưa ta? Alo, rõ phần này chưa? Dạ, rõ rồi cô. Rồi, ok. Dạ, rồi, bây giờ nè. Bây giờ hồi nãy giờ cô cứ nói, cô cứ ví dụ là thằng cho cái phương trình này nè, cái phương trình này của cô nè, cô ví dụ là thằng A G N ba dư thì mình thu được hệ keo dương. Bây giờ nếu mà thằng K Y dư thì sao? Bây giờ ví dụ nè, cho hệ keo nè, điều chế hệ keo theo phương trình phản ứng nè, nếu K Y dư ha,
Nãy giờ mình cứ ví dụ Ag nó bao nhiêu và giờ mình cho Ki dư thì chuyện gì xảy ra? Ki dư tức là nồng độ Ki lớn hơn AgNO3 thì sau phản ứng mình thu được nè. Keo tủa ha, Agi ha. Còn lại K cộng NO3 trừ và Ki dư là K cộng Y trừ. Rồi. Thì thằng Agi nó sẽ hấp phụ chọn lọc thằng Y trừ, mình thu được hệ keo âm. Được chưa? Mình thu được hệ keo âm. Rồi ở đây nhắc luôn các bạn nè. Trong một cái hệ keo của mình, là một cái hạt keo của mình, nó cấu trúc nó này các bạn, nó cấu trúc giống như củ hành vậy đó, nó có cái nhân xong rồi cắt lớp cắt lớp cắt lớp, thì ở đây cũng giống vậy ha, nhân nè xong rồi cắt lớp tên nè, đó một 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 cái lớp tên nè, và trong mỗi lớp như vậy nó mang các điện khác nhau, chỗ này mang âm chỗ kia mang dương, nhưng tổng thể cả một củ hành luôn thì nó trung hòa về điện. Bất cứ một cái hệ nào cũng trung hòa về điện, và hệ keo, hệ phân tán nào cũng trung hòa về điện. Nhưng mà còn trong cái ruột của nó có cấu trúc bao nhiêu lớp, và mỗi lớp có mỗi cái tính chất khác nhau, và mỗi lớp mang một cái điện tích âm, điện tích dương khác nhau. Được chưa? Nhưng mà tổng thể cả một củ hành, cả một hệ keo, cả một hệ phân tán là nó sẽ trung hòa về điện. Được chưa? Hạt keo trung hòa về điện. Và khi mà tính tổng thể hết các bạn, nó người ta không gọi là hạt keo mà ta gọi là một micen keo. Nè micen, chữ micen nè. Nhìn thấy chữ micen này không? Micen keo là trung hòa về điện. Còn lớp tạo thế hiệu, lớp ion đối, lớp khuếch tán nó sẽ có mang điện âm, điện dương thì tùy theo hệ keo. Được chưa? Vậy cấu trúc một micen keo bao gồm nè, nhân nè, lớp ion tạo thế hiệu, lớp ion đối, lớp khuếch tán. Được chưa? Rồi. Qua đây. Bây giờ ha. Tiếp theo cái phần này, cái phần này tạo hệ keo âm là được rồi ha. Bây giờ đi thi, người ta sử dụng cho một cái hệ keo đi. Người ta hỏi mình à, hệ keo này âm hay dương thì mình nhìn vào lớp ion tạo thế hiệu đúng không? Nhưng mà người ta sẽ không có vẽ quả ra cái một cái quả banh to đùng như thế này các bạn. Ha, ruột ra cho mình thấy nha. Mà người ta viết này nè, người ta viết một cái dòng như này. Đây một cái micen keo nè, đây cái dòng một micen keo nè. Agi đi từ trong ra ngoài nè, Agi là nhân nè. Xong tới lớp ion tạo thế hiệu nè, xong tới ion đối nè, lớp ion khuếch tán nè. Nhân keo lớp hấp phụ còn gọi lớp ion tạo thế hiệu đúng không? Hấp phụ vào để tạo thế hiệu nó ion đối nó phân cái tán. Vậy nhìn vào cái dòng này các bạn biết được hệ keo này là âm hay dương, nhìn vào ion tạo thế hiệu này. Được chưa? Nhân keo là gì, lớp ion tạo thế hiệu là gì, lớp ion đối là gì, và lớp ion khuếch tán là gì. Được chưa? Rồi mình nhìn được cái đám này ha. Ok tiếp nhé. Rồi tiếp theo. Rồi bây giờ hồi nãy là mình cho Ki dư đúng không? Thì bây giờ AgNO3 dư, AgNO3 dư cô cho các bạn nhiều cái ví dụ rồi ha. Thì sau phản ứng mình thu được tủa nè, AgNO3 dư thì có Ag cộng nè, NO3 trừ với thằng thằng này nè, KNO3, KNO3 thì K cộng NO3 trừ nè, có đám này. Thì mình thu được hệ keo dương. Ha, mình thu được hệ keo dương giống như cái ví dụ này cô đưa này bạn hồi nãy nè. Nè cái ví dụ này cô đưa bạn hồi nãy nè, AgNO3 dư nè, thấy chưa? Rồi thu được hệ keo dương nè. Ag được hấp phụ nè, được chưa? Rồi. Rồi tiếp theo. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo.
Đây cũng thu được một mi sen keo bình thường nè. Đây là trung hòa về điện ha, cả một cái hệ gì trung hòa về điện. Rồi, ok. Đây đây cái gì đây? Xong rồi đó, sắp xong phần này rồi đó. Hôm nay sớm sớm ha. Để coi hôm nay. Hôm nay thứ sáu đúng không? Tuần sau mình còn hai buổi, để cô tính coi nha, để cô tính, chờ xíu cô tính coi nha. Tuần sau mình còn hai buổi, à, mình sẽ học một buổi là phải cho động hóa học nè, ok. À, một buổi là các bạn một buổi cho động hóa học nè, một buổi học hấp phụ, một buổi học sức căng bề mặt, mình còn một hai ba bốn buổi đúng không ta, một hai ba bốn năm sáu bốn buổi động hóa học nè, hấp phụ, sức căng bề mặt. Ok, đủ 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 thời lượng rồi. Ok bây giờ nè, bây giờ nè, tiếp theo nha, xong phần này. Phần này có ai hỏi gì không? Alo, có ai hỏi gì không, hỏi đi, có ai thắc mắc gì không, hỏi đi các bạn, có ai hỏi gì không? Dạ cô. Hiểu hết luôn hả? Trời ơi, trời ơi, rất là giỏi dữ trời. Có anh chị nào hỏi câu hỏi nào không? Hỏi đi. Cái này mình học cái bài hai cái bài mà cô post lên á, hai cái bài mà cô có cái phần học liệu á, là hai cái bài đó các bạn học bào chế, các bạn học rất nhiều rồi đó. Nó về cái chất hoạt động bề mặt và hấp phụ đó các bạn. Bữa bữa hổm học bài bào chế có học chất hoạt động bề mặt không? Sức căng bề mặt nè, HLB nè. Ủa có không? Có học cái đó không? Không hả? Không có học chất hoạt động bề mặt hả? Có học hấp phụ không cơ lớp? Có học không có hấp phụ không? Em học điều chế các cái thuốc ấy, nhưng mà trong cái đấy cô có giảng qua không? Ok, không sao. Tại vì cô giảng bài thì cô có phần học liệu để các bạn đọc trước nên là không sao. Rồi xong cái phần này ha, bây giờ mình tới là cái phần các yếu tố ảnh hưởng đến thế điện động zeta. Rồi nghe đây. Yếu tố ảnh hưởng đến thế điện động zeta. Thứ ba tuần sau mình cũng học lớp, mình cũng học từ 6 6 6 giờ nha. Bây giờ mình chuyển thành 6 giờ nha, để coi thứ ba tuần sau. 6 giờ. Rồi các yếu tố ảnh hưởng đến thế điện động zeta. Rồi bây giờ á,
Bây giờ mai mốt người ta sẽ hỏi cái câu hỏi thi, người ta sẽ hỏi mình xung quanh cái câu hỏi là nó trong một cái hệ keo, nó trong một cái hệ phân tán, bây giờ tôi thêm cái chất này chất kia vào ha, tôi thêm chất X chất Y vào, cuối cùng hệ phân tán của mình nó có bền hay không. Bởi vì cuối cùng những cái hệ phân tán của mình nó đều ra một cái sản phẩm thực tế, đó là thí dụ như một cái hệ dạng như là một hệ phân tán rắn, rắn trong rắn, hệ phân tán khí trong lỏng trong khí, như khí dung đồ này kia, được chưa? Hoặc cái dạng tán, hệ phân tán gel, nó ở dạng gel, ở dạng cream, ở dạng lỏng đó, các thuốc xịt phun mù đều là một sản phẩm cuối cùng, là một cái sản phẩm mình sử dụng. Vậy cuối cùng là mình thêm cái gì đó vào, mình thêm chất này chất kia vào, cái sản phẩm cuối cùng của mình có bền hay không. Vậy cô nói lại ở đây, cô nói lại nha, người ta sẽ hỏi mình những câu hỏi xung quanh. Tôi cho một hệ keo A vậy nè, hệ keo âm, hệ keo dương gì đó, bây giờ tôi thêm một cái chất ít vào, thì hỏi sau khi thêm chất ít vào, hệ keo của mình nó còn bền như lúc đầu hay không, hay là nó kém bền hơn. Vậy ở đây mình sẽ phân tích sự tương tác của ít đối với hệ keo của mình, là mình sẽ trả lời được câu hỏi, được chưa? Và tất cả những cái yếu tố nào làm cho thế điện động zeta tăng lên thì đều làm cho hệ keo bền hơn, các bạn nhớ nha. Các yếu tố làm zeta tăng thì hệ keo bền. Ok, các yếu tố làm zeta tăng thì hệ keo bền, được chưa? Được chưa? Rồi, các yếu tố làm cho thế này tăng thì làm cho hệ keo bền. Rồi bây giờ mình sẽ vô nè. Rồi chất điện ni trơ, chất điện ni trơ trơ vô thì nó không có làm gì hết. Chất điện ni trơ, bạn nghe cái chữ trơ vô ha, thí dụ bạn có một cái hệ này ha, bạn bỏ một chất ít vào chất này trơ, trơ tức là vô không tương tác với ai, chơi mình đứng mình góc á, à, một mình một góc, không chơi với ai, không tương tác, không phân tán ra, không tương tác với thằng này thằng nọ, không có ion, không có gì hết trơn á, đó là trơ, được chưa? Thì bây giờ hỏi nè, thì khi mà đụng tới chất điện ly trơ thì mình mang cái công thức này mình xài, ảnh hưởng của chất điện ly trơ, thì bây giờ nhìn cái công thức này thôi, khỏi đọc chữ nè. Delta bằng hằng số chia Z nhân C. Delta nè, chiều dày lớp khuếch tán, chiều dày lớp khuếch tán delta bằng hằng số chia Z. Z là cái gì các bạn? Điện tích ion trơ cùng dấu với ion ở lớp khuếch tán. C là nồng độ chất điện ly trơ. Rồi bây giờ nè, hỏi các bạn nè, bây giờ mình để công thức ở đây nha. Rồi mình nhớ, bây giờ bạn có một cái hệ phân tán A ha, tưởng tượng có một cái phân tán A, bạn cho một chất ít vào, chất ít này nó là chất trơ, nó không tương tác với các thành phần trong cái hệ phân tán của mình, nhưng mà cái nồng độ trong cái hệ phân tán nó có tăng lên khi bạn cho chất ít vào không các bạn? Trả lời cho cô coi, cái nồng độ nó có tăng lên hay không, trả lời cho các bạn. Cái nồng độ, đúng rồi, mình cho vô nó phải tăng lên chứ, chứ nó đi đâu, mình thêm mà, đúng không? Vậy bây giờ mình nhìn cái công thức này nè, khi nồng độ C tăng lên, rồi khi nồng độ C tăng lên thì hỏi delta tăng hay giảm?
Thế mình cho vô, mình cho thêm thêm một cái chữ ít vào trong cái hệ của mình thì C tăng. Hả? C tăng rồi. Hỏi nè, cái delta này tăng hay giảm? Tăng hay giảm? Ủa nghe nó rè rè, không biết tăng hay giảm ta? Giảm Ờ giảm rồi, ok. Rồi giảm. Delta giảm. Delta là chiều dày lớp khuếch tán. Chiều dày lớp khuếch tán. Cái lớp khuếch tán là cái chỗ sinh ra thế điện động zeta. Hỏi cái chiều dày lớp khuếch tán giảm xuống thì lúc này các bạn nghĩ cái thế điện động zeta của mình nó tăng hay giảm? Thế điện động của mình zeta tăng hay giảm? Ừ, zeta giảm. Rồi, ok. Thế điện động zeta giảm thì hệ keo bền hơn hay kém bền hơn? Kém mình. Đúng rồi, kém bền hơn. Rồi, phải ở đây người ta chốt một câu nè. Cho chất điện di trơ không có ion tham gia vào đốt tạo thế giảm thế điện động zeta thì có nghĩa ý người ta ghi cho màu đỏ là giảm thế điện động zeta thì có nghĩa là thế điện động zeta giảm, điều đó có nghĩa là hệ keo của mình kém bền. Vậy khi cho ít vào trong một hệ phân tán keo, nếu ít là chất điện li trơ thì cái hệ phân tán của mình nó sẽ giảm độ bền. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ ảnh hưởng của thế điện động zeta rồi. Ảnh hưởng chất điện li không trơ. Rồi bây giờ qua cái phần này. Cho một hệ keo âm có lớp ion tạo thế hiệu y trừ. Bây giờ cô vẽ nha. Làm sao đây, vẽ đây ta. Cái quạt đâu? Đây. Cho một rửa. Rửa. Cho một hệ keo âm, đây một cái tủa. Đặt tủa ha. Hệ keo này âm đúng không? Rồi, điện âm. Rồi. Rồi. Đây là cái vùng vẽ thì đương nhiên là cô vẽ thì nó phải xấu xí rồi ha. Rồi cái lớp âm này là gọi tên là gì các bạn? Âm thì gọi là lớp gì á? Nói đi, nói lấy mở mic ra nói đi các bạn. Các bạn đánh lên cái khung chat cô đang mở cái này ra. Cô không có nhìn thấy các bạn viết cái gì trong đó hết á. Tương đối thôi. Nó là lớp tạo thế hiệu à. Lớp trừ này lớp âm tạo thế hiệu, còn lớp lớp đối là lớp cô đang vẽ ha. Rồi. Rồi ngoài đây rồi còn cái lớp gì đây? Ngoài đây là cái lớp gì đây? Ngoài đây là cái lớp gì đây? Cô đang vẽ cái lớp gì? Lớp có Tán á. tám. Đúng rồi, lớp khuếch tán. Đây là một hệ keo đề bài cho. Đề bài cho nè. Cho một hệ keo âm có lớp ion tạo thế y trừ. Đây là một bài hệ bài cho. Khi thêm Ki vào hệ. À, bây giờ một hệ keo hoàn chỉnh nha. Một hệ keo hoàn chỉnh ha. Đó, một hệ keo hoàn chỉnh. Bây giờ thêm Ki. À, thêm Ki. Thêm Ki. Rồi thêm Ki. Thêm Ki là thêm K cộng nè. Y trừ nè. Y trừ K cộng. Ai biết gì? K cộng y trừ rồi k cộng y trừ. Hỏi các bạn nè. Hỏi các bạn nè. Hiểu hiểu cái đề bài cho một hệ keo này, bây giờ tôi quăng vô trong cái hệ phân tán mà K cộng Y trừ. Tủa là AGI nha, thì thằng nào sẽ được hấp phụ chọn lọc? Thằng nào rơi vào tầm ngắm của cái sự hấp phụ chọn lọc? Trả lời coi. Cái thằng nào rơi vào sự tầm ngắm của hấp phụ chọn lọc ta? K cộng đúng không? Ừ? Y trừ.
nói gì không nghe, cái gì mà nó cứ èo ụt Y trừ vậy. ạ. À, rồi y trừ. Rồi y trừ. À, nhưng là AGI mà thì y trừ sẽ được hóc phụ chọn lọc. Và y trừ khi mà được hóc phụ chọn lọc nó sẽ nằm đâu? Nó nằm chỗ của nó nè. Chỗ này nè. Những thằng đỏ là thằng được hóc phụ chọn lọc ha. Vị trí của nó nè. Lớp này tạo thành lớp ion gì? Lớp ion tạo thế tạo hiệu. Đúng rồi, lớp ion tạo thế. Thì bạn thấy nè. Bây giờ bạn thấy nè. Có phải là số lượng lớp ion tạo thế bây giờ tăng lên không? Tăng hay giảm so với ban đầu? Rồi tăng tăng so với lên ban ạ. đầu. Thì khi nó tăng lên thì cái thằng âm tăng lên đúng không? Tổng số lượng âm tăng lên. Cái như vậy cái sự hấp dẫn của nó, cái sự lôi kéo của nó đối với các ion dương trong môi trường là tăng lên hay giảm lên xuống. Tức là hồi nãy có một Tăng số lên ion ạ. dương ngoài đây nè. Ion thằng ion dương dương ngoài đây lang thang ngoài đây nè. Không có tham gia vô. Nha, chưa tham gia vô. Bây giờ mình tăng cái lực của thằng âm đi lên thì thằng mấy thằng này nè chạy lại tham gia vô, nó hút mà nó hút mạnh hơn mà các bạn cứ ngưỡng nó hút mạnh hơn ha, chạy lại tham gia vô rồi dương, rồi dương. Vậy bạn nghĩ coi là bề dày lớp khuếch tán này tăng hay giảm? Tăng ạ. Tăng lên. Tăng. Thì thế điện động zeta tăng hay giảm? Zeta tăng. Zeta tăng. Rồi vậy hệ keo bền hay là kém bền? Bền. Kéo Bền bền ạ. hơn. Đúng rồi, bền hơn. Bền hơn. Vậy ở đây hệ keo âm AGI có ion tạo thế Y trừ khi thêm Ki vào hệ gì 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 đó ha, thì ion tạo thế ion khuếch tán gì đó ha, tự đọc về tự đọc giống như nhảy vô cô giới thiệu á, cô giới thiệu cho các bạn rồi đó. Thì phi nè, ở này nó bị chữ chữ nó bị nhảy ha, phi và zeta tăng, bạn thấy zeta tăng thì cuối cùng là hệ keo nó bền. Được chưa? Vậy tùy theo sự tương tác của cái ion đó ha, tùy theo sự tương tác của cái ion đó như thế nào mà cuối cùng là zeta tăng hay giảm, rồi cái của nó bền hay không bền. Được chưa? Rồi bây giờ ví dụ thứ hai, rồi cái này xong rồi nha. Ví dụ thứ hai ion hóa phụ. Rồi hồi nãy thì mình ví dụ gì đâu rồi, cái file của mình đâu rồi, cái file của cô đâu rồi. Đây rồi, bây giờ mình có một cái hệ keo này đúng không, hệ keo này đúng không, hệ keo này vẽ lại hệ keo này nha, mình có một hệ keo này nha. Rồi hệ keo AGI ha, tủa nè. Được chưa? Một hệ keo âm giống như đây, một hệ keo của đề bài cũ ha. Hệ keo âm. Rồi âm thì thằng này ngoài đây là với ông đối nè. Ông đối nè, dương nè. Dương nè. Dương nè. Thằng này y trừ ha. Rồi. Không có cái bảng á mấy bạn, nó bất tiện cái chỗ này, như một số như các bạn ngày xưa cô cũng biết sao cô dạy được mấy bạn hóa hữu cơ đó. Tôi sợ dạy hóa hữu cơ lắm, nó có công thức nó nhiều quá, thầu thiệt nó căng thẳng, không hiểu sao tôi dạy được. Dạy hóa hữu cơ online tôi sợ lắm luôn á, mốt làm học liệu online. Ủa vậy đúng vậy ta, đúng không? Hệ keo nè, tủa nè, xong tới ion âm nè, ion tạo ion đối nè, được chưa? Rồi mấy lớp khuếch tán nè, hồi nãy cho gì vô, cho AgNO3 vô phải không, cho Ki vô phải không, bây giờ cho AgNO3 vô, cho AgNO3 vô, thì thằng nào sẽ được hấp phụ chọn lọc các bạn, trả lời coi thằng nào sẽ được AG hấp phụ cộng. chọn lọc. Ag cộng sẽ được hấp phụ. Vậy Ag cộng bây giờ nằm đâu, nằm đúng vị trí của nó là nằm đây nè, Ag cộng nằm đây nè, làm lớp tạo thế hiệu đúng không? Thì khi các bạn thấy nè, bạn thấy hiện tại bây giờ á,
ở trên cái lớp tạo thế hiệu của mình có thằng y trừ ha, có thằng y trừ, y trừ bây giờ nó gặp thằng e g cộng, nó có để yên không? Nó không để yên, hai thằng này sẽ như thế nào, phản ứng với nhau tạo thành agi. Thì có bạn bạn thấy không, thằng eg mình cho thằng eg nào vào nó sẽ nuốt thằng y, tức là số lượng khi mà cho eg vào á, tức là cho eg cộng, eg cộng xuất hiện có nghĩa là đồng nghĩa với cho eg n ba vào đúng không? Khi cho eg n ba vào thì mới có eg cộng, thì khi eg cộng xuất hiện nó sẽ phản ứng với y trừ. Hỏi các bạn này, vậy cái số lượng lớp y ông tạo thế hiệu tăng hay giảm so với ban đầu? Số lượng y ông tạo thế hiệu tăng hay giảm? Giảm Giảm. À, tức là cái số lượng y trừ ở đây nó giảm là tức là AG cộng vào nuốt y trừ. Ai cho vô là nuốt nè, nó nuốt theo nuốt tạo phản ứng nè. À, tạo tạo tủa nè. Được chưa? Nó nuốt y trừ. Vậy bây giờ hỏi các bạn nè. Nó nuốt y trừ đúng không? Thì số lượng y trừ này giảm xuống. Vậy mấy cái thằng ngoài đây nè các bạn, tăng lên hay rụng xuống hai thằng này nè? Rụng. Rụng. Tức là cái lực hút á. Mấy thằng này nè, nó hút mấy cái thằng xa này nè, hút không nổi nha, hai thằng này rụng, thằng này rụng, cái này rụng bớt, cái này rụng bớt. Vậy hỏi các bạn là bề dày lớp kết tán tăng hay giảm? Giảm ạ. Giảm Giảm xuống. Vậy cuối cùng hệ keo bền hay kém bền? kém bền ạ. À, hệ keo kém bền. Được chưa? Quay lại bài. Đâu bài? Đây. Cho AGN3 y cộng hấp phụ vào bề mặt nhưng trung hòa y trừ ha, trung hòa y trừ ha, người ta nói lịch sự vậy là thật là nuốt nhau ha. Thằng AG cộng vào y trừ nuốt rồi. Cuối cùng là zeta giảm. Được chưa? Rồi. Rồi một số các yếu tố ảnh hưởng tới hệ động zeta nó nhiệt, nồng độ hạt nè. Bây giờ khi mà nhắc tới nồng độ hạt keo mà nó dày đặc, khi tăng nồng độ hạt lên, giống như bây giờ bạn có một cái môi trường phân tán như vậy, bạn bỏ trong một cái chai chai nước suối 330 ml đi ha, bây giờ bạn tăng cái chất phân tán lên thì có phải là nồng độ chất phân tán tăng lên, thì là các hạt, bạn hiểu các hạt nó luôn luôn di chuyển, mà bây giờ nhiều thằng di chuyển trong cùng một không gian như vậy thì nó có phải chật chội không, nó phải chật chội thì nó đụng nhau nó khó chịu, vậy cuối cùng làm cho hệ keo nó không có bền. Mình khỏi phân tích này, khi tăng nồng độ hạt keo làm giảm chiều dày, làm cho chiều dày lớp kết tán dễ giảm gì đó, thì bạn cứ nghĩ là khi mà nồng độ hạt mà nó tăng lên đó, nó dày đặc hơn á, thì hệ keo nó sẽ kém bền là chắc chắn rồi, vì bản chất của hệ keo là một hệ phân tán, thì các chất phân tán cần cái không gian để di chuyển, mà khi nó gần nhau, các hạt sát nhau thì có vẻ nó đụng nhau các bạn ha, và cảm giác nó sẽ đụng nhau nhanh hơn vì nó chật chội mà làm cho hệ keo nó kém bền. Được chưa? Vậy khi tăng nồng độ hạt keo thì nó giảm độ bền. Và khi pha loãng, quá thì làm cho cái ion tạo thế hiệu nó cũng giảm xuống. Thì lúc này cũng làm giảm hệ keo, giảm độ bền. Khi tăng nhiệt độ thì là các hạt chuyển động nhanh thì là cũng giảm độ bền. Mà khi giảm nhiệt độ, có hiểu các bạn có nhanh quá không các bạn? Khi tăng nhiệt độ thì các hạt chuyển động nhanh, các hạt chuyển động nhanh thì nó đụng nhau thì nó va phải nhau thì kích thước lớn hơn thì giảm độ bền. Còn khi mà tăng nhiệt độ nè, tuy nhiên khi tăng nhiệt độ có khi khử ion hấp phụ rồi rồi tuy nhiên khi khi nhiệt độ tăng giảm ion hấp phụ rồi ok, khi tăng nồng độ và nhiệt độ của môi trường sẽ đưa đến giảm hệ dễ bị keo tụ rồi. Rồi ok, qua phần thứ hai gì đây, ý như ý qua phần tiếp theo nha. Ủa, phải cái này. Đây. Ủa, cái này B4. Ok. Cái phần này có chút xíu, không có nhiều. Học mấy phút là xong. 8 giờ xong. Mệt rồi đó.
Rồi, tiếp theo. Rồi. Cái này nhắc lại ha, độ bền vững của hệ keo là độ bền vững là sự ổn định, hệ keo là bền tạm thời. Rồi. Rồi. À, dễ bị hiện tượng keo tụ, đó là tự động giảm năng lượng bề mặt va đập vào nhau ha. Các hạt luôn luôn chuyển động rồi va đập vào nhau làm cho sự keo tụ. Rồi. À, sự keo tụ diễn ra qua thời gian ha, chứ không phải để xuống nó keo tụ liền, tức là phải từ từ, các hạt di chuyển từ từ, nó đụng nhau từ từ, kích thước nó lớn lên từ từ. Được chưa? Độ bền là độ bền tạm thời thôi. Độ bền hạt keo, độ bền động học và độ bền tập hợp. Để một cái hệ keo bền được thì phải các hạt phải phân phối được đều trong môi trường. Rồi. À, các sự phân bố đồng đều là thước đo độ động học. Độ bền động học là yếu tố quan trọng, bề mặt phân cách pha năng lượng tự do bề mặt lớn. Rồi độ bền động học đây. Độ bền động học đây. Trong bất cứ hệ keo nào, trong hệ keo bất kỳ, các hệ keo đều tham gia chuyển động. Đầu tiên là chuyển động rao, hồi nãy nói rồi ha. Chuyển động tự thân làm cho tiểu phân di chuyển vào mọi hướng. Sự khuếch tán làm tiểu phân di chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Sự xa lắng thì là tập trung xuống đáy. Và chuyển động rao và sự khuếch tán làm gì? Cho hệ keo bền. Được chưa? Rồi, phương pháp làm bền vững là đầu tiên là làm gì đây? Tạo cho hệ keo hấp phụ các lớp hấp phụ điện tích, tức là khi mà các hạt mà hấp phụ điện tích thì chúng nó làm sao các bạn? Các hạt mà hấp phụ điện tích cùng dấu thì nó sẽ đẩy nhau, cứ tới gần 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 chạy gần tới nó đẩy nhau ra. Giữ cho hạt cái nồng độ nhỏ. À, nồng độ nhỏ hồi nãy mình thấy khi nồng độ tăng lên càng dày đặc thì hệ keo càng kém bền. Vậy để cho nó thưa ra. Tạo cho bề mặt keo hấp phụ chất bảo vệ khiến bề mặt thấm ướt, chất hoạt động bề mặt thì bữa sau mình sẽ học chất hoạt động bề mặt ha. Rồi sự keo tụ. Sự khi hạt keo va chạm với năng lượng đủ lớn. Rồi cái này nói rồi. Khi mà hai hạt mà đụng nhau á thì sẽ gãy ra hai trường hợp ha. Một á, là nó sẽ dính vào. Được chưa? Lực hút với lực đẩy ha, nó sẽ hút lại hoặc nó đẩy ra tùy theo cái lực. Và khi nó hút vào á thì làm cho hạt keo thì nó sẽ làm cho hạt keo cái kích thước nó lớn dần dần lên và gây keo tụ ha. Keo tụ vô trung hòa điện tích. Rồi, cái này là công thức khi mà cho chất điện ly trơ ha. Nhớ chất điện ly trơ là giảm C tăng nè, nồng độ tăng lên nè, thì delta giảm xuống, giảm delta gây hiện tượng keo tụ. Rồi, một số keo tụ do hiện tượng thay đổi nhiệt độ. Khi tăng nhiệt độ lên thì là dễ keo tụ, nãy cô nói rồi ha. Tăng nhiệt độ lên chuyển động mạnh, đụng phải nhau nhanh hơn, keo tụ. Nhưng mà khi giảm nhiệt độ, mà giảm đến mức nào các bạn? Khi giảm nhiệt độ đến mức làm cho hệ kết tinh. Nè, bạn thấy hiện tượng kết tinh chưa? Hiện tượng kết tinh là sao? Nó kết tinh thành rắn luôn á, là không còn hệ keo nữa, là nó thành rắn luôn, không tách ra luôn, thành rắn luôn thì cũng là dễ keo tụ, là cũng là kém bền ha. Ở đây có một cái slide cuối cùng, đó là hiện tượng keo tụ tương hỗ. Rồi các bạn đọc giùm cô cái slide này. Bạn đọc giùm cô cái slide này.
mẫu nè. Là gì? Là sự keo tụ khi trộn hai hệ keo có điện tích trái dấu vào nhau với một lượng tích hợp. Tức là có một hệ keo A với một hệ keo B đúng không? Trộn chung lại với nhau. Hai hệ mà AB này mang điện tích trái dấu, hệ keo A mang điện dương và hệ keo B mang điện âm trộn lại gọi là hiện tượng keo tụ. Vậy tương hỗ. Vậy bây giờ cơ chế nó để làm gì? Ha, ứng dụng nó để làm gì và nó cơ chế nó hoạt động ra sao? Bây giờ bạn thấy trong nước phù sa có keo silic mang điện âm thì bạn thấy nước phù sa là cái thứ mà nó đục đục á. Chưa? Nó đục đục. Chứ cái nước đục đục đó bạn múc một cốc nước bạn để lên cái ly, bạn múc một cốc nước bạn để lên cái bàn. Được chưa? Bạn để lên cái bàn thì bạn thấy này nè. Bạn để một hồi thì bạn sẽ thấy một lớp nó lắng xuống, nhưng trong cái cốc của mình nó vẫn bị đục, do sẽ có một cái số cái thành phần nó ở kích thước rất là nhỏ, nó không lắng xuống được mà lúc nào cũng lơ lửng đều trong cái môi trường của mình, thì đó là hệ keo. Trong nước phù sa có keo silic mang điện âm thì người ta nói là ở trong cái nước những cái đục đục đó là một cái hệ, có một hệ keo mang điện âm. Bây giờ muốn xử lý nước cho nó trong thì người ta bỏ vào đây một hệ keo mang điện dương. Khi xử lý nước bằng phèn là tạo ra hệ keo dương, tức là bản thân cái nước đó nó là hệ âm. Được chưa? Bây giờ mình bỏ vào trong đây một hệ keo mang điện dương thì hàng âm và thằng dương gặp nhau nó sẽ sao các bạn? Âm dương gặp nhau nó sẽ sao? Keo tụ lại. Keo tụ lại với nhau nó sẽ kéo toàn bộ. Nó gây keo tụ mà thì toàn bộ cái phần keo tụ nó sẽ kéo hết xuống cái đáy cốc, nó làm cho cái phần môi trường của mình nó sẽ như trong, nó làm trong nước. Các bạn hiểu phần này không ta? Hiểu không? Hiểu ạ. Ok. Đó là mình xong 4 phần keo. Bữa sau mình sẽ học phần nào ta? Ủa? Không phải cái này. Bữa sau mình sẽ học phần nào ta? Bữa sau mình sẽ học không phải. Nó ví dụ đâu? Đây. Hệ keo nè. Hệ keo xong mà B1, B2, B3, B4 ha. Thứ 3 tuần sau. Đây à, hay à, đây giờ cuối tuần thứ 3 tuần sau. Thế bây giờ vào nha. Thứ 3 tuần sau bạn sẽ học cho cô cái phần động đi. Phần động hóa học đi. Phần động hóa học này nè. Nè nha, nhớ các bạn nha. Đó, phần động hóa học. Và trong thời gian từ đây, từ hôm nay là cô đã mở cái LCMS rồi các bạn. Lên các bạn phải xem hai cái phần, hai cái bài để đó cho cô và làm. Nói chung phải xem nó nha, phải xem đó đó. Tức là cô kéo dài thời gian để các bạn xem á. Cái bài động hóa học này thì không có trên cái phần LCMS. Mà chỉ có, tức là phần B, hệ keo B1, B2, B3, B4 không có nè. Cái phần tuần sau, thứ 3 tuần sau, phần động hóa học mình không có nè. Được chưa? Thì thứ 6 cô sẽ giảng một bài và thứ 3 cô sẽ giảng một bài. Tuần sau á, tuần sau là thứ 3 á, là mình sẽ học. Thứ 3 đúng không ta? Ở thứ 3 mình sẽ học, thứ 3 hay thứ 4 gì quên mất tiêu rồi. Thứ 3 sẽ học phần động. Thứ 6 sẽ học một phần của cái phần LCMS. Rồi thứ 3 mình sẽ học phần còn lại của LCMS. LCMS có 2 phần. Rồi thứ 6 còn lại mình sẽ thi. Ok. Rồi đó là kế hoạch học tập của mình. Bữa nay học tới đây thôi nha. Bữa nay cô đi dạy về cô mệt. Rồi ok, có ai hỏi gì không? Có ai thắc mắc gì không? Rồi, các bạn cứ về xem bài ha. Các bạn cứ bình tĩnh các bạn xem bài, đọc lại bài. Cổ nào không hiểu bữa sau mình hỏi cô lại nha. Rồi lớp nghỉ vậy thôi, nhẹ nhàng đơn giản. Dạ em chào cô. Rồi ok, nếu mà có thay đổi gì về giờ giấc thì cô sẽ báo với lớp trưởng, tại vì là thứ 3 cô có lớp ở trên trường, nhiều khi có trục trặc gì cái về trễ thì có gì, trên tinh thần là mình vẫn học 6 giờ ha. Nếu mà có gì cô sẽ báo lớp trưởng. Rồi cảm ơn các bạn nha, các bạn cứ về xem bài.